Phi Nhung bị chỉ trích tồi tệ khi dân mạng chứng kiến ngôi nhà sập sệ của Hồ Văn Cường. Vừa qua, vụ việc ca sĩ Phi Nhung bị dân tình tố bóc lột và giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường khiến cho mọi nhất cử nhất động của mẹ nuôi nam ca sĩ quê Tiền Giang bị cộng đồng mạng soi mói liên tục. Hồ Văn Cường sau đó cũng đã quay clip trần tình và bảo vệ Phi Nhung. Phi Nhung sau đó cũng đã có những chia sẻ để bảo vệ con của mình. Dòng ca Chiều Trên Bảng Thượng khẳng định cô không hề ăn chặn tiền cát xê của Hồ Văn Cường, mọi thứ đều do quản lý giữ. Tới năm Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi, toàn bộ số tiền đó đều được trao lại. Mới đây, dân tình truyền tay nhau loạt ảnh căn nhà siêu vẹo ở quê của con nuôi Phi Nhung. Nhiều người không khỏi thổn thức khi chứng kiến hình ảnh ngôi nhà hoang tàn. Được biết, sau khi Hồ Văn Cường đăng quang quán quân của một chương trình, bố mẹ của cậu bé đã lên thành phố phụ việc cho quán ăn của Phi Nhung. Hiện tại, ngôi nhà bị bỏ hoang và không có ai ở, cũng không sửa chữa. Hình ảnh ngôi nhà của Hồ Văn Cường cũng đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người nhận định khác nhau. Có người chia sẻ rằng chắc bố mẹ Hồ Văn Cường có ý định ở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiện cho con và công việc nên đã không sửa chữa căn nhà. Bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng không giấu được cảm xúc của mình. Cô đăng đàn trên Facebook cá nhân, đồng thời nhắc đến tên ca sĩ Phi Nhung. Mẹ nuôi Phi Nhung nhìn nhà của Hồ Văn Cường này, hát 5 năm mà sao nhà vẫn vậy chứ? Tồi tệ, cầu mong cho sự việc làm tới nơi, tới chốn, làm tới bến đi, sao phải sống khổ sở thế chứ? Dưới bài đăng, dân tình để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, ca sĩ Phi Nhung lúc nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, mục đích chính để cậu bé đi học, thỉnh thoảng có thời gian mới cho đi hát để thỏa đam mê. Bên cạnh đó, gần đây, Hồ Văn Cường bị vỡ giọng không đi hát được, thêm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên nói bắt đi hát bóc lột là không đúng. Tuy nhiên, một số khác có vẻ bức xúc và chỉ trích Phi Nhung. Vài bình luận dưới bài đăng đáng chú ý. Khổ thật sự, 200 triệu tiền giải thưởng mà 5 năm cả nhà còn chưa được nhìn thấy mặt mũi nó ra sao. Chả ai không muốn nhận cả. Từ từ gì mà 5 năm trời không đưa người ta. Quản lý giữ hộ rồi em. Rõ ràng người ta bảo quản lý giữ hộ rồi, sao cứ nhắc đi nhắc lại thế? Trước đó, Phi Nhung từng chia sẻ về số tiền 200 triệu mà Hồ Văn Cường nhận được sau khi làm quán quân Việt Nam Idol Kids. Tiền giải thưởng quán quân Việt Nam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán, thì chị Thu, mẹ của Hồ Văn Cường nói, thôi từ từ đi. Mà nói thật, khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi. Nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học, ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây.